46. Khổng Minh gãy đàn đuổi Trọng Đạt. Ủa? Tại sao Tham tướng quân lại cười? Tên Tương Mã Ý này quả thật không muốn sống nữa sao? Dám tới Vệ Sơn không phải là tự tìm cái chết hả? Hãy thổi tù báo hiệu, toàn quân xuất kích. Tất cả xông lên, ai lùi lại sẽ chém. Hãy xông lên. Hãy đứng lại, ai lùi lại sẽ bị chém. Đại đô đốc, Dương Bình vẫn chỉ diện tới, bị thuộc hạ đánh chặn rồi. Thuộc lòng. Phụ thân, nguồn nước uống của quân thuộc đã bị cắt. Còn chưa tới một ngày, đội ngũ của chúng đã bắt đầu rối loạn. Hiện giờ đã có một vài tướng lĩnh thuộc dẫn binh chạy qua để xin hàng chúng ta, thưa phụ thân. Lập tức cho người phóng hỏa vòng quanh núi. Như vậy quân thuộc vốn đã loạn sẽ càng loạn hơn. Tuân lệnh. Khi Mã Tùng Dây, ngươi hãy tha trước rồi đuổi sau. Chẳng hắn sẽ chạy về doanh núi, rồi chờ khi gặp Ngụy Diên, ngươi nhớ chỉ được bại, không được thắng. Tuân lệnh. May nhờ Dương tướng quân ứng cứu kịp thời, nếu không hôm nay Ngụy Diên ta đã chết không toàn thây rồi. Bây giờ chúng ta hãy mau rút lui về Liệt Liễu Thành để cố thủ, rồi từ từ tìm cách đoạt lại Nha Đình. Hả? Liệt Liễu Thành thất thủ rồi sao? Hả? Ê, thật tiếc quá. Nếu như hôm đó thừa tướng đồng ý với kiến nghị của Ngụy Diên ta, thì ngày hôm nay chúng ta đã có thể tiến thẳng về Trường An rồi. Bẩm thừa tướng, đây là bản đồ phòng thủ Nhai Đình do Dương Bình ghé gửi về ạ. Không xong rồi, Mã Tắc đã đưa quân ta vào cảnh nguy hiểm. Thưa thừa tướng, người nói như vậy nghĩa là sao? Mã Tắc không đóng quân trên đường sung yếu mà lại dựng trại trên núi. Nếu như quân địch bao vây bốn bên rồi cắt đứt nguồn nước, thì không tới hai ngày, tự khắc quân ta sẽ loạn. Nếu như Nhai Đình bị mất, thì mọi công sức trước đây đều bị bỏ hết. Tuy thuộc hạ bất tài, nhưng nguyện xin đi thay Mã Tắc để trấn giữ. Được, vậy hãy ngồi xuống, ta sẽ chỉ cho người phải dựng trại ở Nhai Đình như thế nào và thiết lập phòng tuyến ra sao. Thừa tướng hãy yên tâm,
thuộc hạ sẽ lập tức đi tới Nhai Đình và sẽ theo lời của thừa tướng dặn. Thừa tướng, Nhai Đình và Liệt Liễu Thành đều đã bị mất rồi. Hả? Và hiện tại Tư Mã Ý đích thần thống lĩnh đại binh tiến thẳng vào Tà Cốc, uy hiếp hậu phương của quân ta. Vậy là cục diện đã tiêu tan hết rồi. Tất cả là do lỗi của ta. Tà Cốc. Lần này chúng ta có thể thành công thật sự là điều may mắn. Ôi Gia Cát Lượng, dùng binh thật sự quá cẩn trọng. Nếu từ đầu tiến quân từ Tà Cốc thì đã sớm lấy được Trường An rồi, đâu phải chịu thất bại như vậy chứ. Thì con đã từng nói rồi, Gia Cát Lượng đâu phải là thần chứ. Nè, con tuyệt đối không được coi thường hắn. Vậy con hãy đoán thử hiện giờ hắn đang ở đâu. Khi biết được tin Nhai Đình thất thủ, chắc chắn hắn sẽ phải rút binh về Kiếm Cát. Sai, hắn đã về Tây Thành rồi. Tại sao vậy phụ thân? Bởi vì đó là nơi quân Thục sẽ trữ lương. Nếu như hắn bảo toàn được quân lương thì mới có cơ hội chỉnh đốn binh mã. Vậy thì chúng ta hãy tấn công Tây Thành, vừa có được quân lương rồi thừa cơ tiêu diệt luôn tên Gia Cát Lượng. Con thật sự đã có tiến bộ rồi đó. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng nhằm đối phó với cục diện đã thất bại bằng cách thực hiện một loạt các biện pháp. Đích thân thống lĩnh 5.000 binh mã đi về Tây Thành để bảo vệ quân lương. Sau đó lại phái một nửa đi chuyển lương, nên lúc này trong thành chỉ còn lại 2.500 quân. Bẩm thừa tướng, Từ Mã Ý đang dẫn đại binh tiến tới đây, hiện chỉ còn cách Tây Thành 30 dặm. Ta biết rồi, ngươi hãy lập tức cầm thủ lệnh này, mau chóng đưa tới cho Quan Hưng tướng quân. Tôi lệnh. Bẩm thừa tướng, Quan Hưng tướng quân hiện cách đây 40 dặm, sợ rằng ngày ấy chưa kịp nhận lệnh thì đại quân Tư Mã Ý đã kéo tới Tây Thành rồi. Bẩm thừa tướng, thừa tướng, quân của Tư Mã Ý chỉ còn cách Tây Thành 20 dặm thôi ạ. Ngươi lập tức cầm thủ lệnh này, đưa tới cho Khương Duy tướng quân càng sớm càng tốt. Bẩm thừa tướng, hiện tại trong thành chỉ còn lại hơn 2.000 quân, không thể nào giữ nổi thành đâu à. Còn bao nhiêu lương thảo chưa chuyển xong? Đã chuyển xong hết rồi, thưa thừa tướng, xin rời thành mau. Ngươi hãy cầm thủ lệnh này, đem tới cho Triệu Vân tướng quân ngay lập tức. Tuân lệnh. Bẩm thừa tướng, theo thuộc hạ thấy tình hình rất khẩn cấp, người đừng ngồi xe nữa mà hãy cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn. Bây giờ ta không cần phải ngồi xe, cũng không cưỡi ngựa. Ta chỉ muốn đi lên mặt thành để xem Tư Mã Ý còn cách đây bao xa nữa. Bẩm thừa tướng, nhiều nhất một canh giờ nữa quân địch sẽ tới Tây Thành. Nếu còn tới một canh giờ nữa thì ta càng không cần gấp. Sao hả? Các ngươi không muốn đi cùng với ta sao? Hả? Bẩm thừa tướng, nếu không mau rút đi e rằng không còn kịp nữa. Kẻ nào còn dám nhắc tới chuyện rút lui, chém đầu. Hả? Chuyện rất là quái lạ. Cổng của Tây Thành hiện đang được mở, còn Gia Cát Lượng thì ngồi trên mặt thành đánh đàn. Trong lúc này mà Gia Cát Lượng còn nhả hứng chơi đàn nữa hay sao? Dạ phải. Thank you.
Tây Thành. Ngỡ phụ thân, hài nhi xin được lãnh binh tấn công bắt sống tên Gia Cát Lượng, xin người hạ lệnh. Con hãy đứng yên đó chờ lệnh của ta. Con thấy trong thành không có bao nhiêu nhân mã, chắc chắn Gia Cát Lượng đang tương kế tự kế để đánh lừa chúng ta. Gia Cát Lượng bình sinh luôn cẩn trọng vô cùng, chưa bao giờ làm chuyện mạo hiểm. Hôm nay hắn ta dám mở công thành, chắc chắn trong thành có sắp đặt mai phục. Hả? Nếu như hắn cố ý bày trận giả, tất nhiên sẽ thiếu tự tin và có thể nhận thấy được qua tiếng đàn. Nhưng nghe đi, tiếng đàn không hề chút loạn, chứng tỏ Gia Cát Lượng đã chuẩn bị kỹ càng. Hài nhi không hiểu âm luật nên không thể nhận ra được loạn hay không loạn. Xem ra lúc ngươi còn nhỏ, ta không cho học âm luật là một điều sai lầm rất lớn. Hãy truyền lệnh của ta, hậu quân đổi thành tiền quân, rút quân theo đường phía sau núi Bắc Sơn. Tuân lệnh. Dạ. Chà. Bẩm thừa tướng, Tư Mã Ý vốn là một danh tướng đương thời, nhưng hôm nay hắn đã thống lĩnh 10 vạn tinh binh tới đây, tại sao khi nhìn thấy thừa tướng thì lập tức rút lui? Hắn luôn cho rằng ta bình sinh cẩn trọng không dám mạo hiểm, nên khi nhìn thấy ta như vậy thì nghi ngờ là có mai phục nên mới dẫn quân rút lui thôi. Việc thừa tướng làm cũng khó đoán, nếu là tiểu nhân thì chắc sẽ bỏ thành mà chạy rồi. Thật sự đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có 2.500 quân. Dù nếu bỏ thành rút lui, không đi được bao xa thì chắc chắn cũng sẽ bị truy bắt mà thôi. Người đã thấy chưa? Nếu chúng ta không mau rút lui, tất nhiên các lưỡng rồi. Đi mau! Tuân lệnh! Đi mau! Truyền lệnh ta ngừng truy kích, thu chiến lợi phẩm rồi rút lui. Hoàng tướng quân, sao chúng ta không thừa thắng truy kích luôn? Thừa tướng sợ chúng ta có ít binh mã quá nên chỉ truyền lệnh hù dọa bọn chúng thôi, không cần phải truy đuổi làm gì. Rút quân. Triệu tướng quân, đây là thủ lệnh của thừa tướng. Gia đình thất thủ rồi, thừa tướng ra lệnh chúng ta nhanh chóng rút về Hán Trung. Đặng Chi, ngươi hãy lập tức dẫn quân đi trước, còn ta sẽ ở lại đoàn hậu. Gia Cát Lượng lệnh cho Triệu Dân dẫn binh mai phục tại Cơ Cốc Đạo là vì muốn làm cho quân địch rối loạn và giữ chân đội quân Ngụy do tướng Tào Chân thống lãnh. Triệu Dân đoán được Tào Chân khi biết được tin quân Thục sẽ rút binh, tất nhiên sẽ kéo quân để truy đuổi. Quả nhiên không lâu sau, một toán quân Ngụy đã kéo tới. Các ngươi chắc đã biết Thường Sơn Triệu Tử Lâm rồi chứ? Sau khi Triệu Dân đẩy lui quân Ngụy, vẫn ở lại đứng giữ đoàn hậu cho tới khi toán quân của mình đã rút về phía sau hơn 30 dặm, lúc đó Triệu Dân mới chịu rút lui. Tây Thành. Không đuổi theo truy kích mà là rút về Hán Trung. Rút về Hán Trung? Dạ phải, tiểu nhân còn dò thám được khi đó Gia Cát Lượng ở tại Tây Thành, bên cạnh chỉ có một viên tướng và hơn 2.000 binh mã. Khi chúng ta rút về gặp toán quân Quan Hưng cũng chỉ có 3.000 quân. Thảo nào Quan Hưng không dám dẫn binh truy kích chúng ta. Đúng là ta không thể nào bằng được Khổng Minh. Thank you.
Mang tướng thất trận, sao dám nhận sự đón tiếp của thừa tướng chứ? Triệu Dân tướng quân hãy mau đứng lên. Là do ta dùng người không đúng mới dẫn tới chuyện binh bại. Hiện giờ các lộ quân đều có tổn thất, duy chỉ có lão tướng quân không mất một người một ngựa nào. Đây đích thực mới là một tướng quân thật sự. Mặt tướng không dám. Công lao này của lão tướng quân ban thưởng cho 50 cân vàng, còn ban thêm 1000 tấm vải lụa để thưởng cho các thuộc hạ. Thưa không được, lần này thất bại ai cũng có trách nhiệm. Nếu thuộc hạ nhận thưởng, tướng sĩ sẽ cho là thừa tướng thưởng phạt bức bích. Bây giờ tướng cứ đem vàng gấm lụa này đem cất vào trong kho, sau này sẽ ban thưởng cho các tướng sĩ nào có công. Khi còn sống, tiên đế vẫn thường hết lời khen ngợi khí chất của tướng quân. Hôm nay xem ra điều đó quả không sai. Dương Bình, ta cử ngươi và Mã Tắc tới trấn giữ Nhai Đình. Tại sao ngươi không khuyên hắn đóng trại ở nơi sung yếu để cho Nhai Đình phải thủ như vậy? Mạc tướng có khuyên Mã tướng quân hãy nên cho dựng trại ở trên đường chính là nơi sung yếu, nhưng ngài ấy không chịu nghe. Nếu như thừa tướng không tin thì có thể hỏi các phó tướng ở đây. Điều Dương tướng quân vừa nói chính là sự thật, chúng thuộc hạ có thể làm chứng. Tất cả hãy lui ra. Tuân lệnh. Truyền Mã Tắc. Mã Tắc, ngươi từ nhỏ đã thuộc lào binh thư, am hiểu trận pháp. Ta cũng đã nhiều lần nhắc nhở ngươi về sự quan trọng của Nhai Đình. Tại sao ngươi không chịu nghe theo lời khuyên của Dương Bình mà lại dựng trại ở trên núi vậy hả? Mạc tướng biết tội, nhưng bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Lần này hao binh tổn tướng, mất nơi trọng yếu, tất cả là do ngươi đã hành động tự tung tự tác, bất chấp quân lệnh. Hơn nữa, ngươi cũng đã từng lập quân lệnh trạng rồi, giờ đến hiện làm sao tướng lĩnh ba quân nể phục được? Mạc tướng tự biết khó mà tránh được tội chết. Thừa tướng từ trước tới nay luôn coi Mạc tướng như là huynh đệ của người. Còn riêng bản thân của Mạc tướng cũng xem thừa tướng như là huynh trưởng. Vì vậy mong rằng sau khi Mạc tướng chết, thừa tướng hãy đối đãi tốt với hài tử của Mạc tướng. Người với ta tình nghĩa như huynh đệ, con trai của ngươi, con trai của ta, ngươi cứ yên tâm mà ra đi. Đa tạ thừa tướng. Bẩm thừa tướng, thiên hạ vẫn chưa hết loạn lạc, sao lại giết đi Dũng tướng? Không lẽ thừa tướng không thấy tiếc hay sao ạ? Trước đây Tôn Võ có thể dẹp loạn bình thiên hạ cũng chính vì biết chấp pháp nghiêm minh. Nay nếu ta không tuân theo quân pháp, làm sao có thể lãnh binh dẹp giặc được? Bẩm thừa tướng, Mã Tắc đã bị hành hình theo quân lệnh rồi. Mã Tắc có tội ắt phải chém, nhưng tại sao thừa tướng lại buồn khóc đau thương như vậy chứ? Ta khóc không phải là vì Mã Tắc, mà do nghĩ tới chuyện tiên đế lúc sinh thời đã nhiều lần căn dặn Mã Tắc chỉ là kẻ nói nhiều không nên dùng. Ta chỉ hận ta vì đã không chịu nghe theo lời của tiên đế. Sau khi Gia Cát Lượng phải rơi lệ vì chém Mã Tắc, đã đích thân viết một biểu văn rồi đưa Tưởng Quyển trình lên hậu chúa Lưu Thiện xin từ chức thừa tướng. Thắng bại là chuyện thường trong binh sự, thừa tướng hạ tất phải nghiêm trọng như vậy? Phàm trong phép trị quốc bắt buộc phải giữ pháp làm gương, nếu không làm sao phục chúng? Vậy thôi được, ngươi hãy theo ta soạn chiếu, hãy giáng chức của Gia Cát Lượng xuống 3 bậc, nhưng vẫn cho đảm nhiệm chức vụ thừa tướng, vẫn còn quyền điều động binh mã. Vâng chỉ. Phụ thân, hoàng thượng có lệnh truyền người vào cung diện thánh. Nhưng mà con có biết hoàng thượng muốn gặp ta có chuyện gì không vậy? Dạ, hay như vẫn chưa được rõ. Chắc là hoàng thượng nhân cơ hội Gia Cát Lượng thất bại nên muốn ta đi chinh phạt Tây Xuyên.